Hello, em chào toàn thể bà con. Bây giờ là cuối chiều của ngày 29 âm lịch, nhằm cuối tháng. Hôm nay thì em bố trí một dàn cày 6 chảo lên đường đi Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Bác khách này thì ở ngay chỗ cầu cầu Cửa Hội Xuân Hội Nghi Xuân Hà Tĩnh. Và dàn vun luống lắp sau phay để chuyên lên luống khoai lang. Dàn này thì em lên cho khách ở Đầm Hà Quảng Ninh. Với thiết kế là hai chảo hai bên cộng với lại một mũi vạch hàng ở giữa, tạo thành hai luống, mỗi luống là chân luống 40 phân để chuyên trồng khoai lang. Đó. Sản phẩm thì bên em luôn thay đổi mẫu mã đa dạng và chủng loại, thế nên là anh em có nhu cầu gì cứ alo là chúng em chế tạo và thiết kế cho anh em đúng gu đúng nhu cầu luôn. Dàn cày 6 chảo không trụ Meyer trục to, lưỡi chảo nhập ngoại dành cho máy 5018 của khách ở Xuân Hội, cầu Cửa Hội, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Đó. Cũng như thường lệ thôi, thì mỗi một lần hàng nhà em lên đường thì em xin phép được quay lại một đoạn clip nhỏ nhỏ để gửi tới quý bà con, anh chị em, cô bác làm máy nông nghiệp cũng như là yêu thích nông nghiệp thì cùng tham khảo cũng như là lựa chọn và cân nhắc cho mình những cái sản phẩm mà anh em cảm thấy hài lòng nhất và ưng ý nhất. Rồi, trước khi kết thúc video tại đây thì em xin gửi lời kính chúc đến sức khỏe bà con. Chúc cho bà con vụ mùa bội thu may mắn và gặp nhiều thành công. Em xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.